Rồi cháu cũng đại diện của cô ba ở bên Mỹ á. Dạ. Cho cô 500 ngàn để mua thuốc hoặc mua đồ ăn này kia nọ đó cô. Dạ. Là tiện được cô. Cảm ơn. Cô ba. Chào cô chú anh chị nha. Hôm nay mình đến nhà cô bà cô. Nghe nói là bà cô ở mình một nhưng không có ai mà để chăm sóc. Để mình đến đây hỏi thăm sức khỏe như cô như thế nào nhé. Mời bây giờ cùng đón xem. Ê, chào cô. Cô ơi. Dạ. Nghe nói cô ở mình hả là ở với ai cô? Ở mình một. Ở mình một hả? Dạ. Trời, mình một mà cô thấy ốm yếu gì nè rồi sao? Bệnh liền liền. Rồi có ai lo cho cô không? Không có. Có bệnh thì ở hàng xóm ta lợi nấu nướng giùm cho ăn với giặt đồ. Người mặn nuôi 3-4 người á. Cũng mấy cháu cũng đến đây á là cũng nhờ sự ở xóm chỉ cho biết là cô ở đây. Là yeah. Nói cô sống mình nhưng bệnh hoạn nữa. Yeah. Rồi không ai chăm sóc cho nên cháu đến đây là để hỏi thăm cô như thế nào. Cô có thể là chia sẻ được cái phần nào về bên cô như là ai chăm sóc cô hoặc nuôi như thế nào hả cô? Nhờ chồng sớm với em gửi thì sắc thuốc uống giùm với nó bữa củi, còn cái chị nãy thì xuống nấu cơm giặt đồ giùm. Cụ vợ mắt cũng thấy đường nấu nữa. Người cá thì hàng xóm cho ăn, người này cho một miếng, kia cho một miếng. Người đau nhiều quá thì sớm ta cầm cho người 50-100 là người truyền nước biển với chích. Rồi giờ người ta kêu nhập viện, đang truyền máu mà giờ mình không có khả năng. Ừ. Rồi giờ nằm ở nhà đi chịu, bữa đó tưởng đâu được ngầu không nổi, mà đứng không nổi nhất được không. Rồi nghe em thấy vậy đi hút thuốc cái gì sắc uống với nó bữa củi giùm á. Rồi giờ mất có thấy đường làm gì đó. Cô bệnh lâu mau rồi? Năm nay 3 năm rồi tiểu đường. 3 năm à? Dạ. Tôi đừng khó chịu lắm nghe cô. Dạ. Dạ, cô có con cháu gì không? Có con mà đi mằng xa, một mình nó thì mằng nuôi thứ 3-4 người lận. Có con nhỏ nữa, rồi đứa đi học, rồi vợ nhà nuôi. Mình thì nói mẹ nuôi 3 người, mình mằng nuôi 3 người, giờ chú cũng thấy. Nó ở riêng chứ không có đứa nào ở chung. Rồi nó cũng khổ nữa. Rồi hôm gài đau không có tiền, nói coi con có tiền gỡ gì mẹ về chăm thuốc uống, nói rồi tiền mặn có đâu mẹ, con dưới này không gạo ăn. Mặn rồi người không trả tiền, rồi mặn tới tháng nó phát luôn. Rồi nói giờ mẹ này hết thuốc uống rồi. Ồ, mặn công ty mà người ta không trả lương luôn hả cô? Công ty mặn sắt. À, mặn thứ nhân á hả? Dạ. Rồi bị người ta giật luôn hả cô? Trời ơi. Hồi Tết cũng bị giật 70-80 triệu gì nhỏ không tiền ăn luôn. Ừ. Rồi giờ năm nay đi xuống bằng 3 tháng rồi không tiền luôn. À. Rồi nói mẹ giờ trên này cũng không tiền nữa nè, năm nay ít ai cứu trợ nữa con ơi. Bị gì dân chúng mình ở đây cũng khổ đó cô. Dạ. Lữ gia mạnh ai nấy lo chứ nếu giúp nhau thì cũng hơi khó lắm hả cô. Có người ta dư ăn. Dạ, những người ta có tiền đồ người ta mới cho mình. Chứ ở đây có số cũng mấy mẹ người ta cũng khổ mà ta mặn được. Còn tôi nè mới khổ là mặn không được. Ừ. Ở đây là mướn. Ừ, mặn cái số người ta không trả tiền giờ người ta cũng không đi mặn nữa. Ừ. Trời, cô bệnh gì đâu có làm ăn gì được đó hả cô? Để kể chú nghe, tiểu đường nè, rồi tim nè, rồi xuất huyết bao tử nè, rồi giờ cái gì chàng chàng đó mạnh, cái gì chàng chàng đó mạnh, rồi kinh tọ, rồi cột thói quan sống, rồi tá lã, hộp dền hết, giờ hai bằng giò tê, ngủ không được, bằng đêm đập mà phạch, phạch, phạch. Nước gì đi được không? Đi mà yếu. Bệnh nhiêu cô lấy hết rồi nữa. Ta lả chừng bởi lãnh thuốc cái mấy bà nói bà khai hết đi, nói gầu bà dành hết rồi biết sao vừa chú không. Cô có uống thuốc nam gì không? Có, người em hút thuốc nam chú uống này mới đỡ nè, chứ không hút chú uống rồi. Mới tưởng nói đâu mới chay ai cũng gậu hết rồi. Nói thì tội nghiệp bà, giờ không ai nuôi nữa, rồi chỗ này nữa.
Cô được nhiêu tuổi rồi? Mới có 62 tuổi. Sao? Rồi cô có mấy đứa người con? Tới 5 đứa luôn, mà 5 đứa tàn nuôi 3-4 mạng không. Nhà cô gần đây không? Đây nè. Dạ, có thể dắt lại nhà được không cô? Được, con em đó. Rồi cô đi luôn ha. Cô được, cô đi 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 nổi, đi nổi không? Đi thì nó yếu, không có cây gậy gì nó té. Tự nhiên không thấy đường đi, chú nó dắt. Ừ. Bây giờ mình dưỡng cặp giò đi. Cô cũng đi, cũng lê gai được nè ha con. Đi có cây chổi, có đường dẫn mới được, chứ không thấy đường đó. Cô không thấy đường hả? Thấy mà kiểu mà hồi làng làng vậy đó. Đi, cái gì nói ra tao quay vô này nè, tiếp tiếp đây nè. Như cháu đứng trên mặt cô thấy được không? Thấy đen thùi à. Vậy hả? Đây là nhà của cô hả cô? Chữ thập đỏ cho nè. Ồ, cái này nhà chữ thập đỏ cho hả? Dạ. Mà bên kia, bên đây cũng có. À, chứ không phải bên sao mình ha? Cô ở mình hả? Có mình một rồi. Trời, mình nhìn thấy cô lớn tuổi hơn nữa bị bệnh hoạn hoài. Dạ. Lỡ có cái chuyện gì sao cô? Thì bởi vận đêm có ai hay đâu. Rồi có anh em gửi này nè, nó nói có khi xuống lần ba chập, gửi thấy nằm im im cái nó dỗ dáng cái tôi có nhúc nhích không. Ừ. Thì có nó chứ có ai đâu. Từ từ không nhúc nhích là đi luôn nha. Dạ. Nhờ hên nhúc nhích cũng không sao. Cái giờ dắt á. Ừ. Ăn cho con mình nó cúng. Thầy chưa chân cô chú trước rồi cô. Dạ. Chưa chân rồi cô chú trước rồi. Ừ, chú ưu giá chú hoài. Bà nói bà nậu này sao ham sống bà hành. Nói trời ơi bà mạnh này sống bà mặn được bà mạnh đi chứ nó nhức nhấu người gì sao chịu nấu. Đúng rồi, lớn tuổi nhức. Dạ. Lắm cô. Rồi hàng ngày ai nấu cơm cho cô ăn? Cái cô nãy đó. Ừ, cô nè, nãy bà mới cho nè. Bà cho cái gì nè. Ừ. Cá ta cho kìa. Rồi mới bà ơi kho giùm kìa, để sẵn. Dạ. Rồi gạo mình là mình mua hả gì cô? Khi 2 tháng tôi cho được 10 kg. Ừ. Mấy nhà chùa cho á. Chùa cho với bên Mạnh Thường Quân được cho hả cô? Dạ. Nhớ được hổm mà cháu cũng có cho cô phần hay gì nè. Không biết có không. À, lúc mà ở dưới Vũ Gốc á. Tôi coi thường phần quà được mấy phần cô? Khi được có 10 kg, khi 5 kg. Dạ. Yeah. Còn dạ. Có gì thêm không? Có bên mì hay là dù ăn gì thêm không? Rồi khi hết cái người ta lại thăm cái người ta hỏi còn gạo ăn không người chối ít lâu. Ừ. À, hàng xóm á, cá cũng hàng xóm. Sớm nghiền ha. Dạ. Bị gì đây cá cũng nghèo không người chứ. Dạ. Cái này cũng nhờ cái nhà này cũng nhờ có cái chữ thập đỏ. Chữ thập đỏ cho các nhà cũng được nè hai cô. Dạ. Dạ không có chơi nhà ở chú ơi. Rồi hôm cho phát bệnh cái tre bọng diện mục gãy hết trơn. Rồi lên người ta cho xét đây cho được 5 cái. Ừ. Tôi với anh kia với mày kia. Mày kia người ta không có mù mà như người ta bệnh mà không nổi. Cũng lớn tuổi rồi. Chứ không có tôi không biết ở đâu. Dạ. Yeah. Nói chung thì thấy cô mà sống mình một. Không có con cháu gì ở cây cặn nữa. Không có. Thì gia nhà cũng nhờ chùm sớp. Dạ. Cho nên cũng che chở lẫn nhau đó cô. Tội nghiệp với chị nãy đó trực chiến đó. Ở giặt đồ nấu nướng cho tôi. Tội nghiệp. Rồi, sao mày mời cô ăn cơm chưa? Chưa. Chưa ăn luôn? Bà mới bắt nụ cơm dùm rồi bà cho nãy mít xì ma đó cái bà nãy á. Ừ. Bà cho ăn cái người no nữa rồi. Cô ăn cơm như vậy nhiều cô yếu mình ăn cơm đi đừng có ăn này kia nọ nó. Ta nói đó. Mình đường quá ăn nhiều không được. Ăn cơm á? Dạ. Đường mình ăn cơm với muối được không? Nó hạ đường. Vậy hả? Ừ. Trời có khi không có đồ ăn cũng ăn muối khô quẹt bòi. Ừ. Chan nước lạnh vô ăn. Mà mấy ổng biểu mình ăn rau nhiều mình không biết ăn rau mới sao ăn. Mà hay nữa cái răng cô nó bị yếu rồi sao ăn rau được? Răng hiện còn cứng. Cứng hả? Dạ. Tàu. Chứ còn cứng hết rồi. Tốt với ta. Dạ. Chỉ ở đây có mấy cái chứ này. Mấy bà hỏi ăn giò heo không ăn. Giò heo khoái. Bà nói sao bà không găng. Bà ăn trời găng. Tôi còn cứng hết. Vậy chứ đâu có chồng. Thì tốt ha. Dạ có gãy mấy cái này. Nè. Hồi lúc cái thời mà cô còn trẻ là cô làm gì cô?
đi hai gạo bán chú ơi, chạy đây dài bển hái bình bát chắc mau nguồn tơ rau chai rau dền đủ thứ rau hết trơn á, ngày được 100 mấy. Rồi cái nuôi nhỏ cháu đi học, rồi cái 3 năm nay bệnh không bằng gì hết trơn, rồi cháu đâu để đây hai đứa cháu nữa, dù đâu có mặn gì được đâu, người nấu nướng không nấu nó sao nuôi nó cho cha nó đi mặn, rồi giờ bởi mẹ nó mới kẹt, rồi mình ba nó bằng nuôi ba đứa con, người nuôi ba người không đó. Rồi từ lúc mà cô bệnh bây giờ là cô không còn làm gì nữa luôn? 3 năm nay. 3 năm. Rồi đây này hái gạo làm đập chữa tay đâu nữa nè. Giờ đâu có làm gì được đâu, do bớt vô không được. Này là cô bị tiểu đường hả chị? Thì tiểu đường cái phát lên thấy đường. Cái thấy cô mắt cô cũng nhìn thấy có mở mắt đó cô. Thì mở mắt mà không thấy người. Không thấy người. Bây giờ ở sớm quen lại nói tiếng thôi chứ không nói tiếng giờ cô không biết. Rồi chắc bởi vì là đường lên đó cô ha. Mà sao uống hoài nó hạ, đầu tiên thì lên tới 300 mấy. Sao cái hạ còn 200 mấy, cái sao lên 500 mấy. Mà mình cử gần chứ sao mà lỡ kỳ. Với người nó biến chứng đủ. Nhớ mình nói chung bị mấy bệnh này mình phải cứ cử chút nha con. Đừng có ăn đồ nó không có được sức khỏe nhiều á. Không có ăn nữa. Người bà nói bà cử cái bệnh. Nó chờ ở mình bà biểu chú ăn lỡ có gì bằng đêm nên còn chết. Đúng rồi. Đi tới lui cũng không sao hả con. Thì nằm chỗ là mệt lắm hả cô ơi. Đó, ngày em làm cho cây chấm ly đó. Ừ. Thì đó lên đó được đó. Rồi theo cô có lãnh tiền hàng tháng gì không cô? Không có. Như là, như thế cô như là người già độc thân rồi, độc đơn rồi. Bữa đơn sen kìa, tôi nói nó, cái nó hỏi gia đình tôi có công cách mạng không, trời cô đã ở giá mấy chục năm nay công gì nữa. Ừ. Vậy cô giá mấy chục năm nay hả cô? Dạ. Rồi ổng bỏ đi hả, là ổng qua đời? Có vợ trong vòng chấm, vợ miên chấm á. Rồi vậy là ổng bỏ mình luôn hả cô? Dạ. Tại năm nay mấy chục năm rồi người ta cứ vợ miên. Ừ. Rồi ổng thường thường ổng có thăm mình không? Đâu có vợ, vợ ghen thấy mẹ mình về thăm mình. Ừ. Đau thì lỡ con nó tới lui biểu tôi hốt thuốc nam uống, chứ nó không dám gặp mình, nó dám nói chuyện. Mình cũng sợ thấy mẹ đi lỡ vợ ghen nó thư mình, nó dùm miên mà. Về hả, công chia hả? Rồi cô hàng ngày bệnh như đó rồi cô uống thuốc nam hả? Hay là hay thuốc tây? Đó, em nó sắc thuốc nam đó đi kìa. Rồi cô uống thuốc tây không? Rồi thuốc tây hôm qua nhỏ con đem lên giờ hết tiền rồi. Nói mày coi dính dính mua cho mẹ đi, có ai chứ con Hùng mua cho mẹ một cái nữa hủ đi, mấy trăm ngàn gì đó. Rồi mình theo mình theo cô có lãnh thuốc bảo hiểm gì không? Có, lãnh thuốc tiểu đường không à. Dạ. Yeah. Còn mấy thuốc này thì mình tự mua hả cô? Tự mua, tiền không. Theo vậy là đợt thuốc mình uống bao nhiêu tiền hả cô? Thuốc nam thì 250. Rồi tiểu đường thì nó cho uống được có nửa tháng là mua 2 dĩ 30 ngàn. Rồi 1 dĩ 30 ngàn. Rồi thuốc tim thì 1 dĩ 15 ngàn. Rồi đủ thứ thuốc hết trơn. Rồi thuốc nam thì cũng em nó đi xin người ta được 250 đi bỏ một chuyến. Uống không gài đau, em uống sắc còn đâu mấy tháng mình uống cũng năng làm ngày chủ phước thì đó nghe cô. Thì nhờ nó chú ơi, không chứ mới mấy ngày nay tưởng được chứ. Ăn không được mà ngầu không được, nó nhức nó giật rồi nằm cũng không được. Rồi cứ quay nó mình đi đâu có nấu đâu. Bây giờ mua cái bọc đó đó, tuột xuống đó đó. Chứ không có đi đâu nấu đi. Còn mẹ xính nhau hụng xây cho tôi đi nè. Cái hôm trước đi dám nó gãy nó sợ tôi không thấy đường đó. Mẹ xính nhau hụng lo tôi đó, xây cho tôi. Tới quần áo mình ta mua còn cho mặc nó được. Dạ đúng rồi cô, mình một mình đâu có làm gì ra tiền đâu mà đấy mua đồ mặc. Ừ, nghe ta cho mình đồ mới. Nè, ta cũng cho nữa nè. Không, dạ. không, cho không. Kẹt mới cho mấy bộ mắm đó, nó kìa,
cho đồ mất mất mua áo cái túi á, nó thấy thứ ham chết nhau rồi mua cho bộ 100 chắc nay cái này lúc mà đứa cháu nó chưa có chồng đó nó mua cho rượu này thì con nó sắm sửa với nhà nó cũng có đem lên cho bếp ga với bình đó. Đâu có bằng gì đó thì Dạ, thôi cháu cũng đây là để hỏi thăm cô coi sức khỏe như thế nào á. Rồi cháu cũng đại diện của cô ba ở bên Mỹ á, cho cô 500 ngàn để mua thuốc hoặc mua đồ ăn này kia nọ đó cô. Chắc thuốc thì chế đồ ăn chắc không có đâu, quá mua thuốc đủ thứ thuốc như được vậy cũng cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn cô ba ở bên Mỹ á cô, cũng Cũng nhắn cô đi nói tôi cũng cảm ơn nói chuyện chú gì chứ nó mệt chứ. dạ là tiện được cô. Cảm ơn Cô ba ở bên Mỹ á cô, thì cháu cũng là bên đại diện thôi. thì chú cũng nói nhắn cô giùm làm phước. Cảm ơn cô nhiều, với cô cũng bằng ăn cho khá giả. Đó là người Mỹ hả chú? Dạ, cũng như Việt Nam mà như kiều bên Mỹ á cô. Cũng nói với cô, nói tôi cảm ơn. Cô đó già hay trẻ? Cũng cũng lớn tuổi rồi cô. Cũng là cô cũng là sự hồi hướng cho hai người cháu thôi, thành lập với tên gì mà quên đó, Hữu Chí thành lập đó cô. Cô cũng có lời nào mà nói với cô không? Cũng gửi lời thăm cô, cũng rất cảm ơn cô, giải cho cô mần ăn cho dư giả, đừng mà giúp cho mấy người nghèo khổ, cũng rất cảm ơn cô nhiều. Dạ vậy ha cô. Rồi Vì cũng cảm ơn chú luôn nha. dạ cảm ơn cô. Cũng nhờ chú Dạ, được cô cũng chứ. dán giữ gìn sức khỏe cô. Đau đây giờ kêu ai chích ai chuyển biển với tạng bắt phương nhập viện nha. Theo cô á, lúc trước giờ không tiền, theo cũng có 500 ngàn này cũng mừng không cô? Mừng mừng ai cho 50 mừng. Dạ Cũng rất cảm ơn cái chị rất nhiều với chú dạ cho gì chứ mừng dữ lắm rồi đó chú ơi. Chứ chồm sớm người lại cho 10.000 hai chục ngày nay người ta không có cho. Rồi bữa đó người ta biểu tôi đi truyền máu, mà truyền máu thì mình có hộ nghèo chứ cũng có tiền. Rồi giờ 5 triệu rồi nói giờ bà khô máu mới được rồi tiền đâu mà đi, rồi với không ai nuôi đó chứ vì sao không đi chứ nào, chứ mình đi đó thì mình khổ người ta cũng cho mình rồi, người cho vài chục thì kiếm dầu cũng đi với chuyện máu có tiền đâu. Người nói người cho 50%, người cho 200, mà giờ thuốc thì nó đưa mình ra mài mua chích không à, chỉ máu chỉ là tiền nước biển thì nó không lấy tiền thâu người, tiền đâu mình nhập. Vậy à, cô cháu này để thăm cô vậy thôi, để cháu tiền cho cô à, cũng rất thôi cảm ơn à, chú, nhờ dạ. chú cũng giúp đỡ giờ mình cứ cảm ơn giấy chú trúng số độc đắc đi lên cứu cháu. Mấy bà nói giờ giấy thì trúng số độc đắc đi cho bà tiền mà mình cũng dán cho mấy bà trúng nữa, tại nhiều cũng ít mình không hối mình ăn. Chứ cái chị nãy bên đấy bà trúng số bà cũng cho tôi 10 triệu chờ vụ độc đắc đi. Rồi thôi video đây xin kết thúc luôn quý vị ơi, mời quý vị đón xem video tiếp theo nhé, xin chào.